Vâng chào anh hôm nay tại phòng quay của studio tại thời báo d ngày hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2019 Cũng ngày hôm nay tại Việt Nam thì uh, bắt đầu có 16 thi thể của trong tổng số 39 nạn nhân bị chết tại Anh đã được đưa về Hà Nội uh, và tới sân bay nội bài Và anh là một trong những người cũng đã từng đi theo những hành trình như vậy Và những người bạn bè khác thì anh có thể kể lại cho chúng tôi uh, những khán giả của thời báo.de biết được những thông tin về những cái hành trình đó Nó nguy hiểm như thế nào và thường người ta sẽ đi ra sao từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh để sang Đức và sang Anh. À, vâng, à, xin chào anh. À, thì để mà đi à, cái chặng đường để mà đi à, từ Việt Nam mà sang Châu Âu á và để mà có một cái chặng đường như vậy đặc biệt là điểm cuối có khi là ở Anh và điểm cuối có khi là ở Đức thì để mà cái chặng đường đi như vậy á thì à, bắt đầu đó là người ta bắt đầu đi à, từ Việt Nam sang Nga và từ Nga thì có những người họ có thể ở lại đó sinh sống và làm việc nhưng một thời gian nào đó thì họ lại tiếp tục tìm một con đường để đi sang châu Âu. Thì từ Nga thì họ đi sang Ukraine hoặc là đi theo đường sang Ba Lan và sang Tiệp. Rồi để bắt đầu mà mới về vào Đức. Thì vào Đức xong thì bắt đầu là người ta làm ăn một thời gian. Nhưng mà có những người thì lại không muốn dừng chân ở Đức. Thì người ta lại tiếp tục tìm con đường để đi sang Anh. Để đi sang Anh thì như kiểu dịch vụ họ nói thì có hai con đường thôi. Đó là một là đi VIP, hai là đi cọ. Bây giờ cái đi vip thì nó đắt hơn mà đi cỏ thì nó rẻ hơn thì họ đánh vào cái thị yếu của con người muốn đi thì vào cái nhu cầu hay là cái nhu cầu nữa. Cho nên là họ đánh vào cái điều đó cho nên là nhiều người lại ham muốn tìm một cái cuộc sống mới, tìm một cái um, tương lai mới cho cuộc sống của họ. Bởi vì cái cuộc sống ở Việt Nam họ càng ngày nó cuộc sống nó khó khăn quá, phức tạp quá cho nên họ mới bắt đầu là tìm đường sang như vậy. À, vâng trong cái hành trình vừa qua thì cũng uh, theo như điều tra của bên BBC London cũng như cảnh sát của Anh và cảnh sát Đức đều cho biết rằng có một số người Việt Nam đã sang đến Đức và một thời gian sau đó lại tiếp tục tức là đến thực tế là đến Berlin và sau đó một tiếp tục lại đi tiếp thì anh có thể biết uh, cho biết một những cái tên những người này như thế nào không à, vâng như uh, có một số người như uh, họ đã sang Đức rồi nhưng mà làm một thời gian một năm có khi vài ba tháng nhưng mà cuộc sống ở Đức thì nó càng ngày nó càng khó khăn đi là bởi vì bốn dĩ là những người sang đây là không có giấy tờ và trong đó thì có Nguyễn Đình Tứ người Nghệ An rồi em Nhung rồi em Hiệp chẳng hạn đó là những người đang sống ở Đức và sau một thời gian thì cuộc sống họ sống ở Đức này họ thấy cuộc sống nó quá là vất vả và để mà tìm để mà có một số tiền lớn để mà trang trải khi mà cái số vốn họ bỏ từ Việt Nam đi ấy, là khoảng tầm năm trăm triệu hay là nửa tỷ thì họ với cái công việc ở về Đức thì cứ tầm một nghìn một nghìn rưỡi thì không thể nào mà để mà trang trải mà trả cái nợ ở Việt Nam được cho nên buộc họ phải đi tìm một cái vùng đất mới đó là họ quyết tâm đi sang Anh và trên đường đi thì họ muốn sang khi sang Anh rồi thì họ tìm một cái công việc nào đó để làm sao để kiếm một cái số tiền rất là nhanh và lớn để rồi họ gửi về Việt Nam và họ trả cái số nợ mà họ đã bỏ ra vâng thưa anh thì như vậy là có những người đã từng ở đức nhiều tháng thậm chí như anh nói là cả năm thế nhưng mà cái thu nhập của nó không đủ thế vậy cái số tiền mà theo anh biết là ở việt nam họ phải làm cách nào để có những số tiền nhiều như vậy để có thể ra đi được trong thời gian vừa qua yeah. thì những người trước khi đi thì có những gia đình thì họ phải cắm cả một cái nhà của họ cho ngân hàng chẳng hạn rồi họ có thể là như việt nam hay dùng cái từ đó là vay nở nóng với những cái để có một cái số tiền lớn mà nhanh thì để cho họ có thể mà đi được đóng cho cái bên dịch vụ để mà đi cho nên là họ phải đóng tiền họ phải vay rồi có khi họ còn cắm cả bia đất bia đỏ để mà vay ngân hàng rồi để mới có cái số tiền đó mà đi cho nên là để mà khi cho nên khi họ sang đến nước Đức, Đức rồi thì họ lại muốn kiếm tiền rất là nhanh để mà bởi vì để trả cái nợ cái số tiền vay nợ nóng nó hoặc vay ngân hàng đó Chứ còn nếu mà để là càng ngày càng lâu á, thì cái tiền nở lời nó càng ngày lên càng cao và có khi có khả năng lên tới uh, khi đi thì hết 500 triệu nhưng mà tính cái tiền nở nóng tiền nở lời đó nó làm cho cái số tiền nó không phải dừng ở 500 triệu mà có khi lên 6 7 800 triệu chẳng hạn. Vâng như vậy là số tiền uh, nợ rất cao và ngoài ra cái lãi suất cũng rất lớn thì uh, thưa anh thì ngoài cái chuyện là thế chấp nhà và đất cho ngân hàng thì họ còn phải vay nóng ở những chỗ nào nữa? À, thì uh, họ trò tìm ở trong vùng có cái, những cái nhà nào mà có số tiền uh, thường thường gọi là nơi cầm đồ chẳng hạn, còn nơi cái, có những cái nơi gọi dùng cái từ là vay nợ nóng là cái những cái gia đình mà uh, có số tiền rất là lớn hoặc cái doanh nghiệp rất là lớn thì họ phải đặt uh, cái, cái nhà cửa của họ vào đó hoặc là cái tài sản của họ vào đó thì lúc đó họ mới có một cái số tiền lớn như vậy để mà đi được. vâng nếu trường hợp mà họ chưa trả kịp tiền lợn nóng cái nợ đó nóng đó thì thường ở nhà họ sẽ bị đối xử như thế nào? À, thì nếu mà giả sử như hàng tháng thì thường thường họ phải đến đóng tiền nợ nóng tiền nợ lời rồi nhưng mà nếu chưa có thì thường thường họ đến họ nói này nói nọ hoặc là họ dằn mặt chẳng hạn họ bảo là nếu không thì phải chúng tôi phải lấy cả cái nhà đó luôn hoặc là chúng tôi phải bán cái nhà đi mà trả nợ cho chúng tôi Đấy, có những lúc có những gia đình phải điêu đứng là có thể là họ phải bán cả cái nhà có khi không có chỗ để ở mà Vâng, thế hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Thế như trường hợp như anh biết là như ví dụ như cô Nhung chẳng hạn cũng đã đến Berlin thì anh có thể tường thuật cho cái thời gian cô Nhung ở Berlin cô ấy làm cái gì? À, thường thường thì cô Nhung người sang đây thì cô cũng có đi học nghề nay rồi cũng đi làm rồi cũng kiếm việc này việc nọ để làm và trang trải cuộc sống nhưng mà với cái đồng lương chủ trả cho cô rất là thấp À, cứ khoảng năm sáu có khi đến 800. bởi vì không đủ để trang trải cái cuộc sống ở nước đức này đó tiền ăn tiền nợ, huống chi là cái tiền để gửi về mà trả tiền nợ chính vì lẽ đó mà họ phải muốn đi tìm một cái vùng đất khác để rồi có một cái cuộc tương lai mới để họ sinh sống và họ có thể trả lại cái nợ cho gia đình. À, vâng thì anh có thể chia sẻ thêm một cái chút một cái thông tin là cái đường đi đường vip và đường cỏ nó như thế nào và cái quãng đường đấy thường nó có vất vả hay nó khó khăn cái khác nhau ra sao À, thì như um, kiểu gọi là đi cỏ và đi vip ấy. À, giả sử như mà nếu mà đi từ uh, nga uh, sang đi từ nga sang uh, đức chẳng hạn thì nếu mà đi vip ấy, thì thường thường là họ đưa ô tô đến uh, đón và mình không cần phải đi bộ và đi rừng nhiều còn um, còn đi cỏ thì mình phải vượt biên rồi có phải đi trong rừng có khi uh, có khi những uh, lúc uh, có những nhóm là phải ở trong rừng cả năm sáu ngày chẳng hạn và cái khoảng thời gian đi trong rừng có khi đến uh, khoảng sáu bảy tám tiếng đó là chặng đường đi từ Nga sang Đức còn nếu mà đi từ Đức mà sang Anh á, thì họ phải đi một cái chuyến xe sang Pháp cái đã sau khi sang tới Pháp rồi sẽ có người uh, có ngựa gọi là cái bọn dịch vụ gọi là ngựa nó sẽ đón thì trước khi mà để đi như vậy thì đã thỏa thuận với nhau là nếu mà đi VIP thì anh sẽ được ngồi container còn đi cọ thì anh phải đi bộ rất là nhiều để mà đi sang được đến uh, Anh Quốc và người thưa anh thì tại sao cái sức hút thế nào mà dẫn người ta phải đến Anh Quốc và cái có lẽ do kiếm tiền hay là do thế nào đó anh có thể mô tả à, là cái cái thu nhập ở Anh Quốc nó như thế nào à, nói thật chứ, để mà tại sao Anh Quốc nó thu hút như vậy là bởi vì thứ nhất là cái đồng lương của Anh Quốc nó lớn cái thứ hai nữa là cái đồng tiền của Anh Quốc nó đã có giá trị rồi từ nước này nó có giá trị rồi cái thứ hai là cái công việc ở Anh Quốc công việc chính mà nếu mà nam đi làm á thì thường thường họ là vô những cái vựa để mà trồng cỏ chẳng hạn Hoặc là trồng cây cần sa Còn uh, những người con gái thì họ có thể là đi học nai, làm nai Thì cái đồng tiền lương ở làm nai ở bên đó Cái đồng lương nó cũng kiếm ra rất là cao so với um, thu nhập ở các nước khác Chính vì thế mà đó là một cái, um, người ta gọi đó là cái thiên đường Và có thể đó là một cái tương lai tươi sáng cho họ về sau này Và một cái gì đó để họ đánh đổi cho nên họ buộc phải đi vâng thưa anh như ở đức nếu mà anh làm trong các tiệm móng, móng tay tiệm nail hoặc là bất kỳ công việc gì thì cảnh sát và nhiều nơi sẽ kiểm tra rất kỹ thế tại sao ở anh mà họ không kiểm tra hay sao mà lại có cái điều kiện dễ dàng như vậy à, riêng ở bên anh á thì không phải là không kiểm tra nhưng mà có điều là nếu anh làm bất hợp pháp hoặc là anh phạm một cái tội gì đó hoặc là anh um, làm trái với pháp luật thì họ sẽ tìm đến bắt anh thôi chứ còn anh cứ làm việc đi làm công ăn lương làm công làm công việc chân chính thì ít khi họ, họ kiểm tra cũng giống đó không những đó là bên Anh Quốc còn bên Mỹ thì cũng vậy thôi. Việc ai người ấy làm, anh đi làm cứ đi làm mà ai có việc gì xảy ra anh đừng cho theo kiểu gọi là bất làm bất hợp pháp hoặc là trộm cướp hoặc là gây mất rối mất trật tự thì anh cứ tự nhiên mà đi làm cho nên cái môi trường và cái an sinh ở bên đó như vậy để làm cùng là một cái để cho người ta sang đó và tìm cách phát triển. Ờ, vâng, thì như vậy là cái thu hút về người Việt Nam sang Anh ngoài cái chuyện là người ta ít kiểm tra về cái người làm Thì cái thu nhập thì anh có thể cho biết là thu nhập làm neo tức là móng tay một tháng được bao nhiêu tiền nếu tính như tiền Việt Và nếu họ trồng cỏ thì bao nhiêu tiền một một tháng hoặc một năm à, Giả sử như nếu mà nếu như những người mà họ đi làm trong cái vừa cỏ hoặc là trồng gần xa Thì nếu um, giả sử như mấy tháng đầu thì để mà trồng thì nó rất là lâu khoảng tầm 7 tháng để mới có thu hoạch nhưng mà sau khi thu hoạch đó rồi á thì cứ khoảng vài tháng hoặc 3 uh, tháng gì đó họ thu hoạch một lần và cái số tiền đó có khi cả tháng họ có thể kiếm đến hai ba trăm triệu tiền Việt Nam uh, có những uh, và có những ông chủ có khi kiếm cả hàng tỷ uh, đồng trong những cái lúc làm những cái việc đó còn làm nay thì uh, có những cái thợ mà chưa biết uh, thì khoảng tầm hai uh, 300 trăm bảng một tuần nhưng mà nếu biết nghề rồi mà giỏi rồi á thì có khi lên tới sáu trăm rưỡi bảy trăm bảng một tuần đó là một tuần Chứ còn một tháng thì có khi lên tới con số rất là lớn nữa Cho nên đó là một cái số tiền rất là lớn để rồi họ có thể là trang trại cuộc sống của họ sau này Vâng, 600 bảng đến 700 bảng một tuần ừ. Thì có nghĩa là có thể một tháng uh, được 2.000 trên đến 3.000 đa bảng à, Đúng vậy ạ Tương đương với khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam anh uh, nhỉ? Tiền bảng, uh, bảng tiền bảng bây giờ thì tôi không rõ Nhưng mà nếu mà tính ra so với uh, tiền eo và tiền đô thì nó uh, gần như là gấp đôi Vâng. Thế như vậy thì quả thật là rất cao và cao gấp nhiều lần ở Đức mà giấy tờ thì họ lại không kiểm tra. Thì chắc có lẽ đây là những lý do mà những người Việt Nam đã hay sang. Thế thời gian mà khi mà sang từ Đức sang đến Anh ấy thì phải trung chuyển tại Pháp hoặc Bỉ thì cái thời gian nó có lâu không và họ có phải trốn trong rừng hay họ ở trong những cái nhà nào như kiểu gì anh? À cái tùy thuộc vào uh, những chuyến đi, ví dụ như nếu mà giả sử như mà biên phòng kiểm tra uh, gắt gao thì có khi có những người ở đó cả tháng rồi. có khi um, có khi ở vài tháng. Nhưng mà nếu mà nhanh thì có những người đi trong vòng chưa đầy 2 3 ngày đã sang tới nơi rồi. Ờ à, tùy thuộc vào cái thời tiết nữa rồi tùy thuộc vào cái người dẫn đi và người đón để họ thuận tiện trong cái công việc là đi từ Pháp hoặc từ Bỉ sang Anh. Vâng theo những thông tin anh biết được thì theo anh tại sao 39 người vừa rồi và container mà lại bị chết và theo anh lý do uh, thực sự ông uh, bị chết vì sao như vậy? À, thì nếu thường thường á mỗi cái container và rửa nối kết giữa một cái đầu kéo rơ móc á thì thường thường nó có ở sau nó nó có hai cái bình và có cái các cái dây cao su xoắn hình xoắn ốc á để nối kết truyền uh, cái oxy từ cái đầu kéo rơ móc đó vào trong cái container uh, để bảo đảm rằng là container đó là có lượng oxy đủ để cho con người sống nhưng uh, cũng uh, có những người đi sang trước họ chia sẻ lại thì um, cứ tầm uh, nếu mà với một cái container to như vậy á thì nếu 6 người thì cái lượng oxy nếu mà không cần phải cung cấp oxy thì nó cũng khá đủ cho những người đó. Nhưng với đây là một cái container khoảng 39 người thì cái khả năng thứ nhất là không có đủ oxy cho con người đó sống. Bởi vì dựa theo cái tin nhắn của cái em nó nói rằng đấy là em ấy không thở được và có thể nói là đang ngạt thở thì xác suất 90% là đang thiếu oxy. Còn lúc đó nói lạnh thì riêng 39 người cũng là có khả năng để đủ sưởi ấm nếu mà nhiệt độ có thể hạ xuống đi chăng nữa. Nhưng mà điều quan trọng mấu chốt ở đây đó là cái rơ móc không có cái lượng oxy để cung cấp cho 39 người ở trong container. Cho nên mới dẫn tới là nghẹt thở và có thể là dễ đến tử vong. À, vâng, trong hành trình và các anh đã chứng kiến và bản thân anh cũng đã đi thì rất là nhiều những cái người bạn anh cũng đã kể lại. Thì theo anh thì cái, cái việc mà từ Việt Nam ra đi chót lọt như vậy với số lượng rất đông thanh niên như vậy thì có sự tiếp tay của nhà cấp, chính quyền tại địa phương hoặc là chính quyền cấp cao hơn ở Việt Nam hay không à, thì nói chung là cái gì cũng phải có nguyên do của nó à, nếu giả sử như chính quyền hoặc là chính quyền ở cấp cao hoặc chính quyền địa phương nếu mà tìm cách mà tạo công an việc làm ổn định cho người dân thì nếu mà dân cảm thấy công việc và cái lương bổng của nó ổn định và đủ trang trải cuộc sống và phát triển làm giàu cho đất nước thì chắc chắn không bao giờ họ đi và nếu giả sử như bản thân tôi cũng vậy nếu giả sử như nếu mà tôi mà được phép đi dạy học ở nhà chẳng hạn thì tôi mà đi được thì dạy được thì cái lương bổng của tôi thì đủ để nuôi sống và trang trải cuộc sống ở nhà nhất nhất thiết tôi phải đi sang nước ngoài nhưng vì không có công an việc làm cái thứ hai nếu tôi muốn đi dạy tôi phải mất khoảng tầm hai ba trăm triệu để xin được đi dạy Chẳng hạn thì tôi để mà lương bổng thì một tháng được có 2-3 triệu Thì làm sao mà tôi có thể mà bù lại được cái số vốn tôi bỏ ra Nhưng vì cái lý do đó và cũng có nhiều lý do khác nữa Mà cùng một phần nào đó là do sự đưa đẩy của các nhà chính khách Có nghĩa là không thể tạo được công an việc làm và cuộc sống ổn định cho người dân buộc người dân phải tìm đi tìm một cái tương lai khác Đi tìm một cái mặt đất khác tươi đẹp hơn và có tương lai cho họ hơn vâng cũng qua cái việc chứng kiến trong cái 39 người Việt Nam đã bị thiệt mạng vừa qua và anh là là trong những người cũng ở những tỉnh miền Trung như vậy và anh có thể cho biết rằng liệu người Việt Nam có tiếp tục ra đi hay không sau cái cú uh, sốc vì việc mà hàng loạt người Việt Nam đã bị chết như vậy à, vâng à, thưa anh đó là nếu giả sử như à, sau cái vụ sốc 39 người đó thì nếu nhà chức trách và các cái nhà cầm quyền nếu mà họ hiểu và họ bình ổn lại và tạo mọi điều kiện công an việc làm cho người dân thì tôi nghĩ chắc chắn người dân sẽ không có mạo hiểm để đi được như vậy nhưng nếu các nhà chức trách và các nhà cầm quyền mà không thể tạo công an việc làm ổn định cho người dân thì buộc người dân tiếp tục cùng phải đi như vậy cho dù họ đánh đổi cả cái mạng sống À, với những cái thực trạng của 39 người xảy ra như vậy thì họ cũng nhắm mắt họ tiếp tục để đi bởi vì nếu ở Việt Nam nếu giả sử không có công ăn việc làm hoặc việc là làm không ổn định hoặc nhà nước mà cứ chèn ép thế này thế kia nọ thì buộc họ cũng phải đi thôi bởi vì làm như vậy thì cuộc sống an sinh là một cuộc sống đời sống của họ và môi trường kinh tế của họ không ổn định thì làm sao mà họ có thể bám trụ được lâu dài được chính vì vậy mà à, nếu mà nhà chức trách các nhà chức trách các nhà cầm quyền nếu có ý định muốn khởi dân không đi thì các chính những người đó phải lên tiếng và hành động để cho cái việc đó được ghim lại. Vâng, rất cảm ơn cái trả lời phỏng vấn của anh ngày hôm nay tại Thời báo .de và các bạn đọc hãy đặt câu hỏi cũng như những bình luận của mình để chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải đến những cái người thực tế đã sang đây theo gọi những con đường cỏ và đường VIP như vậy và để giải thích hơn cũng như là hiểu để cho các bạn biết hơn những cái hành trình vất vả và gian nguy của họ khi trên đường tìm được cuộc sống mới tại châu Âu. Chào các bạn.